Hành trình qua cánh đồng chết. Số 25. Chương 13. Đám cưới tập thể và mối tình bị cấm. Tác giả: Chanrithi Him. Vừa khi được ra khỏi trại thì anh Than cũng trở về nhà, quá muộn để chào vĩnh biệt chị Chê. Dù anh chấn động khi nghe tin chị chết, anh không có vẻ buồn lắm, hoặc có thể anh đã tê liệt như chị Ri lúc A Vi chết. Anh không chảy nước mắt, hay có lẽ con trai có cách đau buồn khác với con gái. Vào tuổi 15, anh Than đã được gửi đi nhiều nơi, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ nổi nữa. Có lúc tôi quên mất là tôi từng có một người anh trai. Khi anh về, tôi ngạc nhiên thấy anh, và tôi cũng nhẹ nhõm biết rằng anh vẫn còn sống. Vào tuổi 13, con người trưởng thành mới nhú ra trong tôi đã nhận ra rằng Campuchia là một quốc gia chứa những người chết đang sống. Chung quanh tôi toàn là những con người lao động quá độ, đói khát và suy dinh dưỡng. Cái chết tràn lan như một bệnh dịch đổ xuống khắp làng xóm. Thế mà Anka chẳng hề quan tâm, chẳng làm gì để ngăn chặn nạn dịch này. Trong 3 năm cuối trong cuộc đời tôi, kể từ khi Khmer Đỏ nắm quyền, tôi đã mất đi một nửa gia đình: Pa, Vin, Avi, Mắc và chị Chê. Cái chết giống như lá mùa thu, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ chạm vào là sẵn sàng rơi xuống. Tôi tự hỏi, không biết ai trong gia đình mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Vì dân số đang thu nhỏ lại và có tin đồn rằng quân đội Việt Nam đang tiến vào Campuchia, Anka mới thức tỉnh. Trong các cuộc họp, Khmer Đỏ nhấn mạnh đến việc nhu cầu tăng dân số cho Anka. Họ nhấn mạnh thanh niên phải lập gia đình và phải ở lại làng để hoàn thành mục tiêu này. Người nào vẫn còn độc thân sẽ được gửi lên tuyến trước ra mặt trận. Một chiều nắng chói, chị Ra trở về sau một cuộc họp bắt buộc. Đứng trước cửa, chị vẫy tay rối rít gọi chị Ri, anh Than và tôi khi chúng tôi ngồi nhổ cỏ trước lều. Mặt chị sợ hãi và bối rối. Leo lên lều, tôi đã chuẩn bị cho điều xấu nhất. Chị Ra nói, chị phải kết hôn, chị không muốn đến trại lao động, chị không muốn chết. Kết hôn? Tôi choáng váng. Đột nhiên mọi người như rút sâu vào những suy nghĩ của riêng mình, lặng lẽ. Chị Ri, anh Than và tôi không nói một lời, đưa mắt nhìn chị Ra. Lúc đó mặt chị chỉ còn một màu trắng nhợt. Chị không muốn đi, chị không muốn đi lao động, chị thốt lên. Chị không muốn chết, các em hãy hiểu cho chị đã suýt chết nhiều lần rồi. Trông chị thật là hoảng hốt. Chị sắp kết hôn với một ai đó, thế mà chị sợ hãi, và bộ mặt của chúng tôi phản chiếu sự sợ hãi của chị. Chị bảo chúng tôi chị cần quyết định gấp vì Anka sẽ tổ chức ngay một đám cưới tập thể cho những ai ủng hộ việc tăng dân số. Nếu chị còn ở trong làng, chị sẽ có cơ hội sống sót, chị cũng có thể giúp đỡ, săn sóc các em, nhất là bây giờ chị Chê đã chết rồi. Nhưng chị sắp lấy ai vậy? Chị Ri hỏi. Một người đàn ông địa phương, chị Ra buồn bã nói, mắt chị bộc lộ cái nhu cầu gay go là được chúng tôi đồng ý. Điều này tùy thuộc vào chị thôi, anh Than nói không dứt khoát lắm. Chị Ri thì thầm thì một tiếng, ừ, nho nhỏ. Còn tôi giữ riêng suy nghĩ của tôi cho chính mình. Tôi còn nhớ lần cuối cùng chị Ra chạm trán với cái chết, và tôi có thể hiểu tại sao chị không muốn bị gửi đi đến trại lao động nữa. Chuyện này xảy ra khi tôi đang đi làm công việc đuổi chim ăn lúa, còn chị Ra thì làm việc tại một trại gần khu ba. Chị cùng với các bạn bè vì quá đói nên đi liều sang vùng khác để tìm thức ăn. Họ bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cho Việt Nam. Họ bị dẫn đến một nhà giam đông đúc và bẩn thỉu. Ở đó họ bị thẩm vấn và tra tấn. Nhưng thật may
người trưởng đoàn đến báo cáo họ bị lạc đường và đến lãnh họ ra. Hai ngày sau là đến lễ cưới của chị Ra. Chị bảo tôi theo chị đến lễ cưới, được tổ chức ở làng Pôi Cơ Dung. Tôi bồn chồn và lo lắng cho chị. Tôi hy vọng người chị lấy không đến nỗi kỷ và thô bạo. Trời nắng chói chang, chúng tôi che đầu bằng khăn rằn, mặc áo đồng phục xám đen với quần vải bị co rút lại lên quá mắt cá. Chúng tôi bước vội vã, chân trần trên những con đường cát bụi, không trao đổi với nhau một lời nào. Tôi hy vọng chúng tôi không đến quá trễ, vì chúng tôi đâu có đồng hồ. Chúng tôi dừng lại nơi một vựa lúa cũ, nơi hai cán bộ đứng ngoài cửa, cổ choàng khăn màu trắng đỏ, súng đeo vai, họ đứng yên, trang nghiêm. Chị Ra và tôi liếc mắt nhìn họ trong khi nhiều người đàn ông và đàn bà trong đồng phục màu đen bước vào bên trong vựa lúa. Cuối cùng, chị Ra lấy hết sức can đảm hỏi một người phụ nữ đang sắp sửa bước vào. Bà ta cho biết đây chính là điểm tổ chức lễ cưới tập thể. Bên trong vựa lúa tối om, tôi nắm lấy áo chị Ra, đi theo phía sau chị như một đứa trẻ bị mù. Bên phía tay phải tôi, những bóng người đen thui đứng sắp hàng thành một dãy dài. Tôi choáng ngợp bởi cảnh tượng có nhiều người đến như vậy, có đến hàng trăm người. Chẳng lẽ tất cả họ đều đến để kết hôn hay sao? Mọi người lắng nghe gọi tên mình, một giọng đàn ông nghiêm nghị cất lên. Họ bắt đầu gọi tên. Tôi chỉ thấy ngang qua vựa những bóng đen đứng dậy rồi khuất dần trong bóng tối. Mắt tôi quen dần với ánh sáng mặt trời xuyên qua khẽ vách hở, như thể tôi cần nó để sống được. À thì, mình đi. Chị Ra gọi nhỏ, tay chị đập nhẹ lên vai tôi. Tôi đứng lên, lê bước theo chị Ra, lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Ở ngay giữa vựa, chị Ra đứng, tôi ở bên cạnh. Trước chúng tôi là những sáu bóng đen của đàn ông. Cán bộ! Tâm trí tôi nhảy dựng lên khi trông thấy họ. Sao có quá nhiều cán bộ ở đây vậy? Tay của những người này đang cầm súng, một tay dưới báng, tay kia đỡ lên nòng súng. Họ tự xếp theo hình dạng một kim tự tháp. Rồi bất thình lình, một bóng đàn ông nhô lên từ phía bên tay trái của tôi. Anh ta đến đứng bên cạnh tôi. Thế là bây giờ tôi đứng giữa anh ta và chị Ra. Chị Ra bèn nói nhỏ, à thì đứng lui ra, đứng phía sau chị ấy. Đồng chí Ra và đồng chí Na, một giọng nói bật lên. Trước khi tôi nghe hết câu, hai cán bộ đứng phía trước đã quay người đối diện với nhau, giương súng lên. Khẩu súng sẽ là quan tòa khi các đồng chí phản bội nhau hay vi phạm điều luật của Anka. Trí óc tôi đông cứng lại. Điều tiếp theo mà tôi biết được là chị Ra đến nhà của chồng chị. Một căn nhà gỗ được dựng trên cột, có cầu thang và hàng rào bao quanh. Phía trước sân, hàng bí leo phủ khắp hàng rào mắt cáo. Những ngọn lá xanh rộng trụm vào nhau, lẫn vào đó là những nụ hoa vàng tươi. Cạnh dàn mắt cáo là những luống khoai sọ và ớt. Mọi thứ trông được chăm bón cẩn thận. Cách sống của những người ở đây xem ra vẫn nguyên vẹn, không giống như chúng tôi. Bên trong, sàn nhà có màu gỗ sồi, láng mướt, sạch sẽ, không có một hạt bụi. Ván sàn được xếp khít vào nhau rất khéo. Ở đây cũng đẹp gần bằng nhà của công Hô Ung, dù nhỏ hơn nhiều. Tôi nhìn vách tường gỗ, phòng này vẫn rộng hơn lều của chúng tôi, ít ra là gấp hai. Một giọng phụ nữ vang lên từ phòng bên cạnh. Mày muốn thì cứ lấy hết đi. Giọng nói già, thô và cáu kỉnh. Tiếng bước chân làm rung mặt sàn gỗ. Na, chồng chị Ra xuất hiện, tay ôm ba cái gối. Na cao bằng chị Ra, nếu so sánh với một số người đàn ông khác trong làng, trông anh vừa vặn với chiếc cằm nhô ra. Anh khỏe khoắn và lành mạnh, khác với những gì tôi đã tưởng tượng, xấu xí và gầy trơ xương. Anh ít nói và có vẻ dễ thương, vì vậy bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu, không còn thấy lo âu cho chị Ra như trước đây. Đây này, anh nói giọng nhỏ nhẹ, mắt anh nhìn chị Ra. Chị Ra đưa tay đón lấy, mắt nhìn xuống gối. Gối có bọc đàng hoàng,
Tôi mở tròn mắt. Tôi chưa bao giờ thấy một cái gối kể từ khi gia đình tôi phải rời khỏi làng Iat Piat. Chị ra đặt một cái gối gần cửa trước và đặt một cái khác ở gần đó. Cái thứ ba thì chị đặt ra xa giữa căn phòng, gần phòng nơi phát ra tiếng bà già. Đó là gối của anh. Chị chỉ vào chiếc gối ở giữa nhà, rồi chị nằm xuống trên chiếc gối ở gần cửa ra vào, quay lưng về chúng tôi. Tôi đứng đó, bối rối liếc nhìn anh ta. Anh chẳng nói gì. Tôi bèn nằm xuống bên cạnh chị ra, quay mặt vào lưng chị. Thế là chị ra đem tôi theo ngủ với chị trong nhiều đêm liền. Phần lớn thời gian ở đây, chị không để ý đến anh Na. Khi anh nói với chị gắt gỏng, tức giận. Anh bối rối, chán nản. Sau đó, phần lớn thời gian chị ở cùng nhà với chị Ri, anh Than, Mập và tôi. Đôi khi, chị còn đem từ nhà Na thức ăn về cho chúng tôi, cơm và khoai. Dù không nhiều, nhưng tôi cũng mừng. Dường như chị cố gắng đóng vai trò mẹ vì chị Chê đã chết. Nhưng tôi lại sợ rằng chị đặt mình vào tình thế nguy hiểm bởi vì chị có bổn phận với Anka là ở với Na. Khi chị ở nhà suốt đêm với chúng tôi lại nhớ câu nói nghiêm khắc của người đàn ông trong vựa lúa tối đen. Khẩu súng sẽ là quan tòa khi các đồng chí phản bội nhau hay vi phạm luật của Anka. Một hôm chị Ra và tôi trở về nhà Na. Khi bước lên thang, tôi chợt nghe tiếng giống giận dữ cất lên từ một giọng nói lè nhè. Vợ con kiểu gì vậy? Không bao giờ ở nhà với chồng, cứ đến rồi đi, tùy ý vậy hả? Chúng tôi nhìn lui, bên cạnh dàn bí leo là mẹ của Na, một người đàn bà thấp, tóc xám, giận dữ. Chị Ra trông đau lòng, tiếp tục bước lên thang. Chị thở dài thườn thượt, như đang cố trút bỏ lời trách móc. Tôi bước lên theo, nhìn sau lưng chị, tôi thấy chị đã thay đổi biết chừng nào. Giận dữ, thù hận. Nhưng dù cho chị như thế, Na vẫn không bao giờ lớn tiếng với chị. Khuôn mặt anh chỉ biểu lộ niềm thất vọng chứ không giận dữ. Nhìn thái độ căm ghét của chị Ra đối với Na, tôi khó nghĩ rằng Anka sẽ thành công trong mục tiêu gia tăng dân số của mình. Một cuộc hôn nhân được tổ chức theo một cách hung bạo như vậy sẽ không bao giờ ra hoa kết trái. Mặc dù còn nhỏ, tôi cũng có thể hình dung ra rằng các em bé sẽ không thể sinh ra được bởi những người đàn ông và đàn bà chỉ còn xương với da, những người mà hình thức bên ngoài nhắc cho ta nhớ đến những người chết đang sống. Nhiều tháng trước, Anka có thể tiết kiệm được một đứa bé cùng với cha mẹ của nó. Thay vì vậy, Anka đã giết chết họ. Trời đã gần trưa, có lẽ vào tháng 11 năm 1975. Khi mắc, các anh chị tôi và tôi cùng với hàng trăm người khác đến một nơi gần bệnh viện Bratnetevred. Đây là một khoảng đất rộng. Chung quanh có cây cối to lớn che bớt nắng mặt trời. Đàn ông, đàn bà, trẻ em tụ tập nơi đây để chứng kiến cuộc xử án hai người mà theo Anka bảo tội của họ là yêu nhau mà không được Anka cho phép. Như vậy, họ là kẻ thù của tất cả chúng ta. Khi Anka bắt được kẻ thù, một lãnh tụ đã tuyên bố trong cuộc họp bắt buộc trước đó, thì Anka không giữ chúng, Anka sẽ hủy diệt chúng. Lần lượt, từng đứa trẻ được chọn trong đám đông để đứng sát hai cây cột, để chúng có thể thấy Anka sẽ làm gì. Trông như chúng tôi có vẻ sắp được xem một vở kịch, một buổi trình diễn giải trí. Phía bên tay phải của hai cái cột là ba chiếc bàn gỗ kê sát mép vào nhau làm thành một cái bàn dài. Sau bàn là các cán bộ Khmer Đỏ mặc đồ đen, tuổi chừng 40 đến 50, những người tôi chưa từng thấy bao giờ. Cổ họ, như thường lệ, quấn khăn sọc đỏ và trắng hoặc xanh và trắng ra ngoài áo. Họ được các cán bộ khác đeo súng trường đứng phía sau bảo vệ kỹ lưỡng. Mặt của các cán bộ bảo vệ rất nghiêm nghị. Họ đứng yên thẳng tắp như các cây cột kia. Một vài cán bộ Khmer Đỏ ngồi ở bàn nói chuyện nho nhỏ với nhau.
Đến lúc đó, tôi mới nhận thấy có mấy cái mai, cuốc và xẻng dựng dựa vào cây cột chôn rất chắc trên đất. Một chiếc xe một mã lực dừng lại. Hai người cán bộ rảo bước lại cạnh xe. Một người đàn ông bị bịt mắt, tay trói quặt ra sau lưng, được hướng dẫn bước ra khỏi xe. Sau lưng anh là một người phụ nữ cũng bị bịt mắt, được một cán bộ khác giúp bước ra. Tay của cô cũng bị trói sau lưng. Bụng của cô nhô ra. Lập tức cô bị trói vào cái cột gần chiếc xe. Người ta trói hai cánh tay trước, rồi đến mắt cá bằng một sợi dây to cỡ bằng nửa cổ tay tôi. Một phụ nữ trong đám đông thì thào, giọng hoảng hốt. Trời ơi, cô ấy đang có bầu. Cánh tay của người đàn ông bị bịt mắt cũng bị buộc vào cột. Anh bình tĩnh đứng thẳng khi người ta buộc dây quanh mắt cá trói vào chân cột. Mặc quần dài và áo sơ mi bằng vải flannel. Cánh tay áo sắn lên khuỷu, trông anh có vẻ thông minh, có học. Anh người cao, dáng người cho thấy anh là một trong số dân thành thị. Giống như anh, người phụ nữ có thai trông lịch sự, có văn hóa từ cách ăn mặc. Trông cô khá điềm tĩnh. Chiếc áo sơ mi ngắn tay để lộ hai cánh tay nhẵn nhụi không chai sần. Khuôn mặt một thời thanh lịch của cô cho thấy cô có một cuộc sống thật tốt đẹp trước đây. Mỗi người cán bộ Khmer đỏ ngồi ở bàn lần lượt đứng dậy phát biểu. Giọng họ dữ dằn, đầy thù hận. Khi họ kết tội cặp tình nhân, những đồng chí này đã phản bội Angka, chúng đã đưa ra một ví dụ xấu, vì thế chúng phải bị loại trừ. Angka phải xóa đi loại người như thế này. Rồi một cán bộ Khmer đỏ khác đột ngột đứng dậy khỏi bàn, kéo ghế tránh khỏi lối đi. Bước ra phía trước bàn, nhặt cái cuốc lên, thử sức nặng của nó. Rồi hắn để cuốc xuống, nhấc một cái mai dài màu bạc lên, hua hua, để thử sức nặng của nó. Xong hắn bước tới chỗ người đàn ông bị bịt mắt. Cúi đầu mày xuống! Hắn ra lệnh, rồi nhấc cái mai lên cao. Người đàn ông vâng lời, cúi đầu xuống. Người Khmer đỏ đánh xuống gáy anh nhiều lần. Thân hình anh sụm, đầu gối khuỵu xuống. Một âm thanh nghèn nghẹn phát ra khỏi miệng. Người yêu của anh quay đầu đi chỗ khác. Kẻ hành quyết lại nện xuống gáy nữa. Thân thể anh bây giờ rũ ra. Kẻ hành quyết bèn chạy sang chỗ người phụ nữ mang thai. Bây giờ tới phiên mày cúi đầu xuống. Cô cúi đầu xuống, chiếc mai giáng mạnh xuống gáy cô. Thân thể cô vặn đi, không một âm thanh nào phát ra từ miệng cô. Chỉ cần hai cú đánh là cô đã chết. Kẻ hành hình bước đi, đưa tay chùi mồ hôi trên trán. Đột nhiên người ta nghe thấy tiếng thở nghẹn dài, bụng người phụ nữ chuyển động, co giật. Mọi người quay mặt không dám nhìn. Có ai đó thì thào rằng đứa bé đang chết. Có tiếng kêu rú từ đám đông. Kẻ hành quyết quay trở lại, đánh vào thân thể người đàn bà cho đến khi cơn vùng vẫy trong bụng cô ngừng hẳn, yên lặng như cây cột bên cạnh. Đó là một bài học khủng khiếp. Từ đó, tôi đã biết cái khía cạnh tăm tối nhất của Khmer đỏ. Vì thế, tôi sợ cho chị ra, vì chị tránh mặt Na. Đó là một hành động thách thức chống lại Angka. Tôi sợ cuộc nổi loạn thầm lặng của chị sẽ bắt chị trả một cái giá nặng nề. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.